Lại chút, lại chút. Bắt tay tay. Go. Làm gì vậy? Tì gần hay không? Mì mì cái ai? Cái gì cả đó? Tại sức đó vô tay nè. Bên đây là bên kia nữa. Ê nghe. Cháu ai xuống như mày nhờ tắm nước nóng. Thì cái bông tao bông mau tay. Ừ. Tao bông bự. Mì còn ấm quá. Mì mà con gãi mỏ gì rồi. Nó gãi chưa? Dạ. Người viết tâm sự. Ấm quá. Lòng miệng. Cháy đi. Nhận ngược về quá khứ chất lên nên suy tư. Em mới thấy gì đó không ổn này à, không có. Long làm gì bấm cho này. Ừ, y như đầu mới bảo bấm sùn bấm tóc sù sù một kiểu sư tử. Dạ. Y luôn này. Mặt mày sạch sẽ coi. Đâu, sạch chưa? Thơm rồi nè. Đưa chân lau coi. Cũng dẻo mày. Đi lau phụ cho. Nằm bệt cho nha. Trời ơi, nó lội. Cái gì á? Đâu coi coi. Dù gì mà liếm đây đây. Bị gì? Đâu cho coi. Đào. Đào này. Nó đào liếm. Bị sao đâu? Đây cũng đau lắm. Thôi bị sao rồi tớ? Chỗ nào chấm xanh là chỗ đó có. Quá ta nè. Gấu ơi. Gấu. Quá ta nè. Chân ấy kìa. Hát thú chưa? Hát tài kìa.